cười nha, em nha, hỏi Hoài Linh em nhé, em không muốn xem cái đấy. Không phải là không muốn Tu xem hay trả cái không, lãi suất. mà các vấn đề nóng bỏng các bạn phải cập nhật được, bởi vì sau này khi đi dịch, Bờ tất biển. cả những vấn đề liên quan đến vấn đề nóng chắc chắn người ta sẽ nói trong quá trình dịch, nên bạn thích thì cũng phải làm, không thích cũng vẫn phải làm. Hơn nữa là nó sẽ có những cái từ vựng hỗ trợ cho các bạn trong cái công việc sau này. Nên là thực ra là buổi hôm nay chắc là chỉ chữa được một trong hai bài, anh sẽ chữa cái bài ưu tiên bài Hoài Linh trước, bởi vì nó là tiếng Việt sang Anh và nó không có nền tiếng Anh. Cái này các bạn tra thì sẽ có nền tiếng Anh này. Được chưa? Ghét của nào trời trao của đó, mời bạn Huệ lên pháo đài. Cái đoạn nào ấy? Đây nhìn nhìn màn hình không? Nghe nhá. Bà tung cả cái lãi suất và những cái mà là 13 ra tung cả 70 số tiền này lấy trên Nghệ sĩ lớn Mark hơn khẳng định nữa sẽ thực đến muộn hơn, chắc cảm thấy khó hiểu và trễ. Tung cả cái lãi suất, đây tung cả cái lãi suất và những cái mà linh chi rồi thì trừ ra đi ha. cả cái lãi suất và những cái mà linh chi rồi thì trừ ra đi, thì bạn dịch cái câu đó nào. Lãi suất là interest Interest, không có rate nữa. rate. Interest. Rồi Oh, cả not interest. rồi cả cái lãi suất và những cái mà linh chi rồi, những cái mà linh chi rồi. And cái gì? Cái mà linh chi rồi. Những cái mà ông chia rồi là Expenses, được chưa? That I expenses made. Mà tôi đã that tôi tiến hành, tôi đưa ra ấy, được chưa? Rồi. Thì làm sao? Nghe này. thì số tiền hiện tại trong tài khoản là còn lại là 13 tỷ. Số tiền còn lại trong tài khoản còn lại là số tiền còn lại trong tài khoản là nhanh nào em. Tài khoản là account, số tiền còn lại là amount left in There account. on my left The amount left in the in account. my on my account, không có gì account được nhá. My account My. hoặc là the balance. The balance chính là cái tiền tiền còn lại in of my Ba account. lần là cân bằng lại. Nó chính là cái tiền còn lại đấy. Balance này ngoài ra nó còn là đối chiếu công nợ. Em làm bên kế toán thứ thì phải biết cái này Vâng. rồi. Rồi, đọc cái số này bằng tiếng Anh nào. Ai đây, bạn nào đây? Hiếu Lê. 13 tỷ. Đọc nào. Thirteen. Thirteen trillion. No, it's not trillion. Trillion là nghìn tỷ rồi nha. Billion. Million. Billion là tỷ. 13 billion. Billion. 700 triệu. Seven. 700. Seven 700. hundred. Hundred tỷ. Million. 700 700 million. 70. million. 70.000. 70.000 đến 770 triệu mà em. Hoặc là em như này này, 770 million. 770 70, đọc nào. No, million. no, say it again, 70. 770. 70, cái 7 đọc mạnh hơn, em đừng nhấn mạnh vào T, nó thành chin mất đấy. 70 Ok, million, what else? 205 thousand. thousand Ok, 800 800 and 83 33 33 33 đồng đồng plural. Được chưa?
tỷ 770.205.883 đồng. Có người sẽ thắc mắc là cái số tiền này Linh nó có biển thủ không? Nào đây. Biển đã. Có người sẽ thắc mắc là số tiền này Linh nó có biển thủ không? Thắc mắc. Thắc mắc là gì? Biển thủ là stolen. Thắc mắc là gì đó? Hả? Thắc mắc là... Some people might question cái từ question ấy, nó có nghĩa là thắc mắc luôn, động từ luôn á. Được chưa? Question. My question whether có hay không, chúng ta dùng cấu trúc whether or nhá. Whether I stole. Các bạn có thể dùng từ stole the money. Stole the money. Thực ra nếu mà biển thủ các bạn trong cái lúc mà dịch mà các bạn không hiểu được, không nắm được hết cái từ biển thủ là misappropriate, thì các bạn có thể dùng cái này theo cái kiểu là bạn thực ra biển thủ là gì, là nó dùng cho mục đích cá nhân đúng không, thì nó cũng không ở các bạn dùng stole được, hoặc là misuse cũng được. Đấy, misuse dùng sai á, tức là ý là các bạn đấy là các bạn không làm sao không biết từ biển thủ đúng không? Bởi vì hoặc là dùng với những cái người mà người ta không quen với các cái thuật ngữ này. Còn nếu như mà biển thủ bình thường các bạn sẽ dùng từ này cho anh nhá, misappropriate. Được chưa? Được chưa? Hoặc là sự biển thủ công quỹ ấy, thì nó sẽ là misappropriation. Thì some people might question whether or not there is misappropriation of the money. Được chưa? Thì chúng ta there is misappropriation of the money, tức là có cái việc biển thủ công quỹ hay không, chứ không phải là ai ra nữa không có link này nữa. Được chưa? Tiếp này. Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi cái mười mấy tỷ này, thì quý vị thì cho Linh một cái ý kiến coi thử là có nên không? Nào, dịch. Ngoại. If I 30 years career exchange for this money. Anh đọc đúng, anh cóp lại đúng như bạn nha. Tiếp đi, đọc tiếp đi. Câu sau là ông bảo là tôi có đáng không đúng không? À, có đáng không ạ? À? Đây này. It's not worth. Cho Linh một cái không nhá. Là có nên không? Có nên không? Anh xin lỗi cái dùng từ là có nên không? Có nên không ạ? Ừ. Có nên không, bạn nên dịch như nào nào? Should I Should you do it? Hoặc is it a should? Không không. Is it a should? Đấy có phải là một cái điều nên không? Được chưa? Còn nếu như câu này if I cái này thì em phải là if I use my 30 years of career.
to exchange. To exchange to for change. This money. Hoặc to to exchange for this. This nó nói rõ là 13 tỷ đúng không? Billion. Billion đúng không? Thì em phải nói rõ nhá, không không nói được this money nhá, để nhấn mạnh cái con số ấy. Thực ra em nói người ta vẫn hiểu nhưng nên nhấn mạnh con số. Something. Anh, nếu mà anh dịch, anh sẽ dịch là something nữa. Billion something tức là hơn 13 tỷ gì đó, được chưa? Billion something. Bởi vì cái đằng sau billion nó còn có 770 million đó, cái gì đó nữa. Rồi có nên is it a should or if you were me, should you do it? Rồi tiếp này. Linh một cái ý kiến coi thử là có nên không, chứ đừng nói cái chữ muốn. Đừng nói cái chữ muốn. Đừng nói cái chữ muốn. Don't let alone. Đừng nói đến. Not to mention. Let alone hoặc not to mention hoặc là let alone hay hơn. A wish. Is it a should, let alone a wish? Hoặc, được chưa? Hoặc là nếu mà em dùng if you were me, it's not a it's not a should, let alone a wish. Hiểu không? Được chưa? Vâng. Rồi tiếp theo, bạn tiếp theo nào, bạn Mạnh nay Hiếu lại Tuấn lại không ấy à, Tuấn lại không tham gia. Mạnh nào, đây là đoạn clip nghệ sĩ Hòa Linh gửi đến các cơ quan báo chí. Mạnh, it is the clip that Hòa Linh sent to the press. Hoặc this is the this is the video, the video that Hoài Linh sent to the press hoặc gave to the press thì hay hơn, được chưa? Tiếp này Mạnh, để trả lời câu hỏi số tiền quyên góp để cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đang ở đâu. People in the central region, right? Đồng bào miền Trung who are suffering hoặc who have been suffered. Suffer from flood. Đừng đọc là flood. Flood. Okay. It's like to answer the question where the donation. Đừng không phải là where is the donation đâu nha. Cái đấy là cấu trúc mệnh đề danh từ. Nếu bạn nào chưa biết thì có thể ghi lại và nghiên cứu thêm về mệnh đề danh từ. To answer the question, the donation for the people in the central region who have been suffered from the flood is. Được chưa? Chứ không phải where is nữa, nó không phải là câu hỏi đâu. Thực ra là trong văn nói em nói sai như thế cũng được, không sao. Nhưng mà trong văn viết thì là có vấn đề đấy. Nghe tiếp. Nghị sĩ cho biết vì tình hình dịch Covid-19 nên chưa thể trực tiếp ra miền Trung như dự kiến. Dịch nó không thoát ý. Anh dịch, anh không viết lại nữa nha. Em không dịch là the artist. He also added thêm vào ấy. Đúng không? Nó đang nói mà. He also added because of the COVID-19 pandemic. Đọc lại cho tụi anh từ này nào. Because
pandemic. Ờ, the pandemic thì trọng âm nó rơi vào de nhá, em đọc linh tinh là người ta không nghe gì đâu. Sai đấy, trọng âm sẽ rơi trước mic. Đây, pandemic. Pandemic. Rồi. Because of the COVID-19 cũng được, hoặc because of the pandemic, COVID-19 pandemic, he didn't have a chance to go to the center region in person. Do not say directly, in person is better. Đi trực tiếp dùng từ in person. Go directly là người ta hiểu là đi thẳng ra. Cái gì? In hand á? Anh chưa nghe cái cụ này bao giờ. Đang nói là nó nói là ra đấy để hỗ trợ trực tiếp mọi người dân. Anh đang dịch đến cái đoạn là go to the center region in person to help the people there, đúng không? Ok. Đồng thời khẳng định sẽ thực hiện sứ mệnh này và có chứng từ của địa phương sau khi dịch ổn định. Tiếp, mày. Bởi vì mẹ đang mất trật tự. Trong quá trình các bạn đi dịch nha, không phải lúc nào khách người ta cũng dịch mày ơi. Mà các bạn sẽ phải chuẩn bị cho các cái tình huống mà nó bất ngờ, kiểu như tự dưng đang vui vui này nó nói phát. Vì tình hình dịch Covid-19 nên chưa thể trực tiếp ra miền Trung như dự kiến, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện sứ mệnh này và có chứng từ của địa phương sau khi dịch ổn định. Dịch đi. Cái gì? Local government dùng ok, hoặc local authorities được, nhưng không dùng certificate. Bởi vì sao? Nó không phải là trả giải thưởng. Documents hoặc proof, dùng proof hoặc documentation. The proof hoặc written documentation ấy. Written documentation from the local authorities. Thực hiện sứ mệnh này, các bạn dịch cái cụm này như nào cho nó hay nào? Faith là gì? Đây nha, các bạn dùng từ fulfill a mission, thực hiện sứ mệnh. Được chưa? The mission, đúng giờ đây, bởi vì là cái này nó đã có xác định rồi, sứ mệnh giúp đỡ này. Được chưa? Rồi, mạnh dịch nha. Hoài Linh mong là khi cơn dịch bệnh này nó sẽ qua nhanh, để cho Hoài Linh có cái điều kiện trao tận tay cái số tiền từ thiện này cho người dân miền Trung, và nói lời xin lỗi với người dân miền Trung vì cái số tiền này đến muộn hơn cái dự kiến ban đầu. Dạy. Civilian. Tiếp. Quên mất cái câu rồi. Mày ghi mày đi dịch mà không nốt lại à? Các bạn lấy hết sổ sách, giấy tờ, bút ra nha. Đi dịch mà không nốt lại là vỡ mồm rồi đấy. Các bạn thấy dịch đang là dịch đuổi, chứ các bạn không dịch song song đâu. Trình của các bạn còn lâu mới dịch được song song, còn lâu mới dịch được cabin.
Mẹ đi họp còn đéo bao giờ mang sổ sổ bút ấy. Lấy hết sổ bút ra chưa? Rồi ạ. Các bạn khác? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. Có những cái từ mà các bạn phải ghi được, thứ nhất là qua, thứ hai là điều kiện, thứ ba là trao tận tay, thứ tư là người dân, và thứ năm là xin lỗi, là các từ khóa các bạn nên ghi được để các bạn có thể là gì ạ? He hopes that this pandemic will end soon. End, kết thúc đúng không? Will be over soon. So that he will have the điều kiện ở đây, the chance, the opportunity, the chance, các bạn biết từ đó không ạ? Chance hoặc the opportunity. So that will, he will have, I'm sorry, anh nói lại cái này nhá. I hope that, bởi vì không dùng he được, bởi vì lúc này nó đang trích dẫn trực tiếp, cái này không thể dùng he được. I hope that this pandemic will be over soon, so that I will have the opportunity to go directly. Hoặc lúc này thì bạn dùng directly được, bởi vì lúc trước bạn dùng in person rồi, nên tránh dụng lập từ, được chưa? To go to the center region. Mi ơi, cậu đùa đấy, không phải giặt đâu, tí cậu giặt cho. Ôi ôi. Mày để đấy, tí cậu giặt cho. Hả? À? Cậu đùa đấy, không phải giặt đâu. Được chưa? Trao tận tay. Nếu mà bắt mày giặt thì tao chả bắt mày giặt từ mấy hôm trước rồi. Trao tận tay. Trao tận tay là gì ạ? To give their donation hoặc the money directly to the people. Đừng có dùng civilian, nghe nó phức tạp ra. The people in the center region, đúng không ạ? Anh còn chưa nói đến cái việc là các bạn phát âm nó bị lệch nha. Chỉ nói là các việc các bạn dùng từ cho người dân. And say sorry to them, đúng không? Because of this lateness. Lateness là sự chậm trễ này, hoặc this delay, được chưa? Ok. Hoặc các bạn trong quá trình nói là say sorry to them because of this lateness, hoặc là my being late. My being late. Biết cái cấu trúc đó không? Cái sự chậm trễ của tôi, hoặc là this delay. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo trang này. Trước phản hồi của nghệ sĩ Hoài Linh, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc chậm trễ này trên các trang mạng xã hội. Có người thông cảm, song phần lớn lại cảm thấy khó hiểu và khó chấp nhận. Before the response of Hailing, many people feel think that this situation is unacceptable and em không nghe được em không nhớ được hết cái câu đấy anh ạ. Anh nói rồi không nhớ thì em phải ghi lại được. Từ khóa em ghi lại được là cái gì? Em lại dịch xong dịch kiểu mình đang nói là trước cái phản ứng của nghệ sĩ Hoài Linh thì em lại viết luôn tiếng Anh ra chứ em quên mất ghi cái note rồi. Các bạn nếu mà bạn thích note thì các bạn nên thích note bằng tiếng Việt. Hoặc là nếu như mà trình độ tiếng Anh của bạn giỏi hẳn cơ thì các bạn mới nên thích note bằng tiếng Anh. Cả cái bản thân anh nhiều khi anh vẫn phải thích note bằng tiếng Việt đấy. Yeah. Bởi vì sao? Vì là nó sẽ bị, nó sẽ nhanh hơn là bạn thích nốt bằng tiếng Anh tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như là phản hồi,
ý kiến trái chiều thì các bạn ghi đây, anh chụp lại cái phần anh take note cho các bạn. Được chưa? Thứ nhất là có chữ phản hồi này. Ý kiến trái chiều thì các bạn ghi mũi tên nó biến thiên đấy. Thông cảm và một vài người khó hiểu đúng không? After the response of Hoài Linh. Hoài Linh, right? Ý kiến trái chiều là gì? There are different opinions on this. Ý kiến trái chiều đúng không? Hoặc là cư dân mạng đã có ý kiến, những ý kiến trái chiều đúng không? Các bạn có biết từ netizen không? Netizen have different opinions on this. Thông cảm là gì? Empathy này á? Sympathy. Show their sympathy đúng không? Cái này là danh từ. Nên là phải show their sympathy rồi. Why other find hard to understand or believe? Khó hiểu và khó chấp nhận đúng không? Hoặc accept, believe cũng được. Được chưa? Cấu trúc chúng ta dùng some, một vài người, trong khi những người khác. Được chưa? Some show their sympathy while others find hard to believe or understand. Được chưa? Ok, anh chưa nói đến cái việc các bạn nói trôi chảy hay không, nhưng ít nhất là cái ý các bạn dịch nó phải rõ ràng. Và cái từ các bạn dùng, cái cấu trúc các bạn dùng ấy, nó phải phù hợp. Còn cái việc là các bạn nói ngấp ngứ hay không, cái đấy phải luyện thêm nha. Và đi dịch thì đương nhiên là nó sẽ bị ngấp ngứ, nhưng mà nó không thể là giống cái kiểu mà mình nói nó không trôi chảy, nghe nó nghiệp dư được. Lại còn đến lúc dịch lại còn run nữa. Tao nói thật là chúng mày mà đi dịch với mấy ông làm cơ quan nhà nước á, còn run nữa. Người ta quát cho còn không dịch nổi ấy, đái ra quần nữa. Rồi, tiếp trang này. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ủng hộ đồng bào lúc khó khăn mùa lũ. Mà giờ mùa lũ đã qua nửa năm rồi, thì nói chuyện gì nữa? Tôi thấy Hoài Linh làm như vậy không hợp lý chút nào hết. Khi người ta đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, cần gói mì hay cái quần cái áo thì không cứu trợ. Giờ người dân đã ổn định cuộc sống thì cứu trợ cho ai? Tuy nhiên... một miếng khi nói và một gói khi nói. Mình cơ đấy hiểu gì? Đấy là thành ngữ hả anh? Ừ. Rồi. Bây giờ vấn đề. Bây giờ vấn đề là các bạn ghi được những cái từ nào? Trang trước nào? Em ghi được một miếng cái thành ngữ đấy nhá. Ủng hộ qua nửa năm đó. Là cái... có hai ý kiến đúng không? Thứ nhất là qua nửa năm rồi đúng không? Rồi. Cái gì nữa? Phần sau nó là cái gì? Em mới hiểu đến qua nửa năm thôi anh ạ. Nghe lại này. Nhiên vấn đề. Mà giờ mùi mạng xã hội có người thông cảm, song phần lớn lại cảm thấy khó hiểu và khó chấp nhận.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ủng hộ đồng bào lúc khó khăn mùa lũ. Mà giờ mùa lũ đã qua nửa năm rồi, thì nói chuyện gì nữa? Tôi thấy Hoài Linh làm như vậy không hợp lý chút nào hết. Khi người ta đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, cần gói mì hay cái quần cái áo thì không cứu trợ. Giờ người dân đã ổn định cuộc sống thì cứu trợ cho ai? Ghi được cái phần đoạn sau chưa? Phần sau em ghi là gì? Phần sau em ghi là khi khó khăn mà không cứu trợ, giờ qua nửa năm rồi thì còn nói khi mà họ màn trời chiếu đất gì đấy đó, mà không cứu trợ ấy, giờ qua nửa năm rồi còn nói gì nữa? Thì bây giờ em sẽ dịch phân tích từng cụm nhá. Thứ nhất là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một miếng khi đói bằng một gói khi no nào. Nếu như phải dịch cái này thì em sẽ dịch như nào? A stitch in time saves nine. When I said to men that it's better to act or deal with the problems immediately, because if you wait and deal with them later, things will get worse and the problems will take longer to deal with. Được chưa? Các bạn có thể dùng cụm a stitch in time saves nine. Hoặc các bạn có thể dùng cụm a friend. Cái này thì nó không sát bằng người kia. In need is a friend indeed. Được chưa? Nó nói là gì? This means that a friend who helps you when you really need them is a true friend. Được chưa? Thế có phải là một miếng khi đói bằng một gói khi no? Là tức là lúc người ta cần nhưng mà mình giúp đỡ người ta thì người ta rất là cảm kích đúng không? Thì lúc đấy là mới quan trọng đúng không? Thì các em có thể ui giời khéo dịch a stitch đây, a stitch in time saves nine, or a friend in need is a friend indeed. I'm sorry, a friend in need is a friend indeed. Được chưa? Các bạn có thể dùng như đó, thế ok chưa? Rồi bây giờ đã qua nửa năm rồi, nó kể từ khi mùa dịch đã được nửa năm. Cái này là cái tội là ngữ pháp không chắc đây này. It's been 6 months. 6 months hoặc half a year nhá. Hoặc là bạn dùng là half a year since the flood already. Hoặc là các bạn dùng It's already been half a year since the flood. Được chưa? Rồi qua nửa năm rồi thì bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa là gì? Không còn ý nghĩa. Useless. Các bạn có thể dùng từ useless hoặc meaningless. Được chưa? There is no point in doing so. Rồi giờ it's not worth it anymore cũng được. Rồi tiếp cái tiếp theo các bạn ghi là cái gì? Khi khó khăn mà không cứu trợ,
Gì nữa? Có cái cụm mà màn trời chiếu đất ấy. Khi cảnh màn trời chiếu đất. Được chưa? Đúng không? Có cái từ mà màn trời chiếu đất ấy. Thì màn trời chiếu đất thì không cứu thì ấy như nào? Khi mà không cứu trợ, khi ổn định rồi thì cứu trợ ai? Đúng rồi. Thì ý là nó sẽ bắt đầu dịch như nào? Nào. Màn trời chiếu đất dịch là gì? When they have nothing thì không cứu trợ. Không cứu trợ là gì? There was no support from you, right? Không không có sự hỗ trợ từ bạn được. Thế bây giờ ổn định rồi, ổn định em dùng từ nào nào? Getting better hoặc là settle down là ổn định. Now they are already settled down. What's the point of helping them anymore? Đúng không? What's the point of nhá? Thì cứu ai đấy? Thế còn cái việc cứu họ còn ý nghĩa gì nữa? What's the point of kick up cái gì đó? Verb in được chưa? Hân ghi cấu trúc này vào. Who need help? Anh thì anh muốn dùng cấu trúc này hơn. What's the point of helping them? Thế thì cái việc đưa tiền cho họ, cứu họ còn có ý nghĩa gì nữa? Được chưa? Who need help? Thì thực ra là ai thì sẽ cần giúp đỡ. Thực ra là thực sự là họ vẫn cần giúp đỡ cả kể đến thời điểm bây giờ, đúng không? Mà cái ý của nó nói là bây giờ người ta ổn định rồi thì còn giúp cái gì nữa? Thế là cái việc giúp nó sẽ không còn ý nghĩa bằng cái cách mà bằng cái lúc mà người ta màn trời chiếu đất, đúng không? Thì nếu mà là anh thì anh sẽ dùng cái there's no point hoặc what's the point of helping them anymore. Còn who need help cũng được. Nếu mà các bạn dùng như thế nó hơi gượng một chút xíu. Mà cũng tạm ổn, tạm chấp nhận được. Rồi. Tiếp theo cái câu màn trời chiếu đất này. Sleeping under the star, meaning hoặc under the open roof. Được chưa? Under the star. Cái đương nhiên là cái view này là cái view để người ta gì nhỉ? Cái màn trời dưới đất bình thường các bạn dịch là homeless, đúng không? Còn không, nếu mà bạn muốn dịch sát hơn thì sleeping under the stars hoặc under the open roof. Hoặc là they were high and dry. Câu này hay nhá. Đây, they were high and dry. Các bạn nên dùng câu này và nên học cái này. High and dry. Đây, without any help. Tức là để ai đó một cái tình huống, thường là bị left high and dry without any money or credit card, tức là không có cái sự giúp đỡ, thì các bạn thể dùng cái câu này. Bọn nó hay dùng câu này, left me high and dry, kiểu vậy. Rồi thử xem là cái idiom hit the bricks, use the convincing straw, poor as just mouse, nghèo như chuột, out of pocket, out of stock, head off, down out cũng được. Được chưa? High and dry thì anh, nếu mà là anh sẽ dùng cụm này. Hoặc là sleep, they were homeless.
not having a proper home or a proper place to stay. Anh sẽ dùng đấy hoặc proper shelter. Biết các bạn biết dùng từ shelter không? Nơi trú ấy. They like when they didn't even have a proper shelter. Now you are helping them when they're settled, they are already settled down. Then what's the point? Đúng không ạ? Hả? Ơi. Ai vừa hỏi gì đấy? Nhớ suy nghĩ đi. Ừ, ok. Tiếp này, Trang tiếp một câu nữa nhá. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giữ tiền từ thiện quyên góp trong thời gian 6 tháng có vi phạm các quy định pháp luật hay không? Là sao? Giữ tiền từ thiện trong 6 tháng. Vấn đề đặt ra là đúng không? Cái câu đắt ở đây là cái vấn đề đặt ra là người ta không nói the matter is nhá, người ta lại nói một the question is hoặc the problem is. Vấn đề đặt ra là the question is, người ta hay nói hoặc là the problem is. Rồi, cái thứ nhất là giữ 6 tiền đó, keeping the cái donation, right? Keeping the donation in 6 months like that is against the law or not? Có vi phạm pháp luật hay không? Is against the law or not? Đúng không? Hiểu chưa? Được chưa? Tiếp theo bạn nào chưa được dịch nhỉ? Thế là thằng Hiếu chưa được dịch à? Thiện nào? Dịch nào? Nghe tập trung nhá. Bởi theo các quy định tại điều 7 của nghị định 64. Từ đã nghe anh. Thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. Tuy nhiên theo luật sư Hà Hải thì trong trường hợp này không áp dụng được với cá nhân quyên góp. Anh nghe được cái các quy định tại điều 7 khoản 14 hay mục 14. Gì nữa? Quy định là cái gì đấy sau bao nhiêu ngày thì sau 17 ngày thì em chỉ ghi được này. Nghe lại này. Cái khả năng nghe nhớ của các bạn chán thế nhở? Các bạn nghe không rõ hay là nghe nhưng không nhớ? Nghe có không rõ nhỉ, tại vì tiếng không phải tiếng miền Bắc. Ui dồi ôi, tiếng này thì có cái gì đâu. Như cái video lần trước anh cho bọn em làm, mình nghe mãi trả ra em bật được để Việt lên em mình biết được. Nghị định 64 có vi phạm các quyền vấn đề nghe lại này đặt
ra là việc giữ tiền từ thiện quyên góp trong thời gian 6 tháng có vi phạm các quy định pháp luật hay không. Bởi theo các quy định tại Điều 7 của Nghị định 64, thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hải, thì trong trường hợp này không áp dụng được với cá nhân quyên góp. Em nghe được là nếu như giữ tiền quyên góp trong 6 tháng, qua 6 tháng thì có vi phạm pháp luật hay không? Sau đấy nữa hình như là nếu như cá nhân giữ sau 20 ngày thì có vi phạm pháp luật hay không? Mày nghe tiếng Việt còn không rõ. Đứa nào hỗ trợ bạn nào? Nào ai hỗ trợ nào? Điều khoản Mạnh nào? Phải phân phối trong vòng 20 ngày, nhưng mà theo luật sư Hải thì đây là do cá nhân quyên góp cho nên không áp dụng luật này. Cái trước đó nó nói là cái gì? Theo nghị định trước đấy, nghị định 7 điều 64 Liên Thiên, điều 7 nghị định 64. Nghị định 64. Ôi. Cái quan trọng nhất là cái trích dẫn pháp luật thì lại không nhớ. Điều 64 này, cái thứ hai là 20 ngày này đúng không? Vâng. 20 ngày là sau 6 tháng. Ừ, không phải là sau 6 tháng. Thông tin đấy là sau 6 tháng mà anh. Đây, tao cho mày nghe lại này. Có vi phạm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giữ tiền từ thiện quyên góp trong thời gian 6 tháng có vi phạm các quy định pháp luật hay không? Bởi theo các quy định tại Điều 7 của Nghị định 64, thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hải, thì trong trường hợp này không áp dụng được với cá nhân quyên góp. Đâu, cái phần của em làm gì có chỗ nào mà nói đến 6 tháng? Trước đấy thôi anh. Phần đấy là phần cái trang nó dịch xong rồi còn gì nữa. Cái việc này có vi phạm pháp luật không thì đã là against the law. Điều 7 nghị định 64 dịch là gì? Seven condition. No, following article 7. Nghị định decree. Article 7. Number. Decree. 64. Number 64. Theo cái điều 7 nghị định 64 là gì? Persuade to. Các bạn lưu ý là trích dẫn pháp luật thì theo cái gì đó, căn cứ vào cái gì đó thì các bạn phải dùng từ persuade. Được chưa? Persuade. Check lại xem cách phát âm này. Persuade. Pursuant. Được chưa? Pursuant. Được chưa? Pursuant to Article 7, Decree Number 64. Rồi, thì không quá 20 ngày. Tóm lại là không được giữ tiền từ thiện không quá 20 ngày. No later than 10 days. No later hay no more than? No more than 10 days. Kể từ no later là chậm hơn. Nhầm hết. Giữ cái việc giữ tiền từ thiện. Cái đấy là phân phối. Từ việc phân phối. Cho cái đấy là cá nhân không quá 20 ngày phân phối cái tiền. Tóm lại là cái việc giữ tiền từ thiện không quá 20 ngày, hoặc các việc xử lý tiền từ thiện đấy không quá 20 ngày, thì em sẽ dùng chủ ngữ ở câu này là gì? Tự dưng em dùng no more than 20 days thì ai người ta hiểu được? For each individual. Nó cái đoạn này nó chưa nói đến cá nhân nhá, nghe lại này.
Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hạ, thì thời gian phân phối tiệc hay không? Bởi theo các quy định tại Điều 7 của Nghị định 64, thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. Thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. The time of delivering the money is no more than 20 days. Distribution of the donation shall not extend no more than 20 days. The distribution of the donation shall not extend more than 20 days. Hoặc là shall not last. Shall not last. Shall last no more than 20 days. Distribution of the donation shall last no more than 20 days. Ví dụ như vậy. Hoặc là các em dùng shall last hoặc là dùng is luôn cũng được. No. Interval. It's more than 20 days. Interval thì đúng hơn. Interval là khoảng thời gian ấy. Hoặc là em dùng interval. Nếu mà bí quá em dùng từ time người ta vẫn hiểu. Distribution time of the donation is no more than 20 days. Đấy chưa? Okay. Luật sư Hà Hải nói rằng cái này không áp dụng với cá nhân. Luật sư Hà Hải lawyer said that this law is not applied to individuals. Cái gì apply to á? Vâng. Rồi, just not apply to individuals. Luật sư Hà, thì em dùng according to nhá. Theo như theo lời ai đó. Mình dùng Mr. không anh Kim? Mr. Hà Hải á? Vâng. Mr. Hà Hải thì thế em lại phải mình dùng chỉ là Hà Hải lawyer là được. Em lại không có làm gì có title tên đứng sau title à, đứng trước title như thế. Phải là title. Ví dụ như nó thực ra nó cũng không dùng luật sư, nó dùng cái từ attorney từ gì ấy. Em không chuyên nhưng mình phải nhá. Kiểu như giới thiệu người đấy là luật sư chứ. Title của người ta, cái tước hiệu của người ta phải đứng trước chứ. Vâng. Giống như người ta nói Mr. Hải, không ai người ta nói Miss Hà Hải Mr. cả. Vâng. Cái với lại cái này nếu em nói Mr. Hà Hải thì em phải là nói là cái luật sư của đoàn nào đấy. Đúng không? Anh cũng không chắc lắm. Mr. Hà Hải, he is who is a lawyer. Không cần who is. Đúng không? Dùng đồng chủ ngữ luôn. According to Mr. Hà Hải, the lawyer of ví dụ như Hà Hải Company, ví dụ như vậy. Yeah. Rồi, this does not apply to individuals. Individuals trong âm từ âm hai đúng không ạ? Individual. I'm sorry, individual trong âm ba. Individual. Don't learn about it. Tiếp này. Individuals. Nốt câu này đừng nghỉ nha. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hải, thì trong trường hợp này không áp dụng được với cá nhân quyên góp. Nghị định 64 thì nó chỉ điều chỉnh hành vi đối với. Cái này nó hơi ồn bỏ nha. Anh bật có quy định. Anh bật loa cụ thể. Không em nghe trả rõ gì vậy? Cái lúc ấy nó rè do cái video không phải của anh đâu. Chỉnh về cái việc mà cá nhân làm từ thiện thì nghệ sĩ nên tiếp tục phát huy đồng từ thiện, nhưng mà chúng ta sẽ làm theo một cách khác, làm sao đó để đảm bảo được cái sự minh bạch về cái hoạt động từ thiện của mình. Đây nha, nghe từ đoạn ông này nói nhá. Mà không có cái đoạn này nó ồn do cái video không phải của anh đâu. Quy định pháp luật nào để xử lý vậy? Trong lúc mà pháp đây luật này chưa có quy định cụ thể điều chỉnh về cái việc mà cá nhân làm từ thiện thì nghệ sĩ nên tiếp tục phát huy đồng từ thiện, nhưng mà chúng ta sẽ làm theo một cách khác, làm sao đó để đảm bảo được cái sự minh bạch về cái hoạt động từ thiện của mình. Rồi em bắt được cái gì nào? Em nghe được là về cá nhân làm từ thiện thì nghệ sĩ nên phát huy, nhưng mà
phải có cách làm theo cách khác ấy, để mà phát huy cái tính minh bạch của hoạt động từ thiện. Rồi. Thì đại ý câu này em sẽ dịch như nào? Đại ý ạ. About individuals charities need to be more active, but they need to do in another way to express the minh bạch. Nghệ sĩ thì có trong, ok chưa? Nghệ sĩ mình dùng từ celebrity được không anh? Select được. Cái từ minh bạch là, hay mình là skeptical được không? To be skeptical. Skeptical là có tính hoài nghi á hả? Em nhìn. Good. Mạnh nào nghe được nội dung gì nào? Quyết định xử lý. Mặc dù pháp luật chưa có quy định rõ ràng đúng không? Điều chỉnh bằng cách khác. Điều chỉnh bằng cách khác, và các nghệ sĩ thì có vẫn nên tiếp tục làm từ thiện, tuy nhiên là phải đảm bảo được cái tính minh bạch của nó đúng không? Minh bạch của hoạt động từ thiện đấy. Thì sẽ dịch như nào? Một, cái ý đầu tiên là chưa có pháp luật rõ ràng. Rõ ràng với minh bạch đồng nghĩa ấy. Không, tức là chưa có quy định pháp luật về cụ thể về cái vấn đề từ thiện này đi. Specific regulations. There are no specific regulations on this matter. Được chưa? The celeb still should continue to carry on their charity activities, đúng không? Hoạt động từ thiện này, nhưng mà phải đảm bảo được tính minh bạch của hoạt động đó. But they also should ensure their tính minh bạch. Transparency. Cái này vừa chả. Transparency of the activity. Charity. Không cần charity nữa, lập từ. Hoặc là of their work. Ok chưa? Rồi. Rồi, tạm thời buổi ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Muộn quá rồi. Chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Chào anh ạ, chào mọi người. Chào.